chợ Khâu Vai, sớm đến chợ Khâu Vai. Anh ở đâu? Ở đâu? Sơn Ti hay Thượng Phương? Lớn phố hay Sùng Trà? Giang Chu Vìn hay má tìm lên mà đi chờ với em. Một năm 12 tháng chờ họp có một lần ở thung lũng đồi thơm. Đến gặp nhau anh nhé, đến gặp nhau anh nhé, anh nhé. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ đang là buổi sáng các bác ạ. Hoàng Hiền đang đứng cạnh bờ sông Cầu. Đấy. Bên này thì là đất của xã Thượng Đình, còn bên kia là đất của xã Đào Xá. Đấy. Nhà Hoàng Hiền thì ở bên này sông, nhà chú Xính vợ bỏ thì ở bên kia sông, cách nhau một con sông Cầu. Nếu như mà tính theo cái đường chim bay các bác, thì từ nhà Hoàng Hiền sang nhà chú Xính này nó chỉ khoảng 1 cây số, rất là gần như thế. Nhưng mà do cách sông cách đò nên là không phải đi qua đây được, phải vòng lên mãi trên này. Đấy, đi đò xong rồi này quay xuống dưới này, xuống mãi dưới nhà chú Xính ở dưới kia, cho nên cái quãng đường nó bật lên khoảng độ 7 cây số từ nhà Hoàng Hiền sang nhà chú Xính sang đó. Các bác có thể quan sát đây, nước sông Cầu hiện nay đang rất là đục. Đấy. Tối hôm qua có thể nói là ở Thái Nguyên có một trận sấm khủng khiếp luôn. Đấy, mưa to, sấm quá mạnh luôn. Đấy, bác nào Thái Nguyên thì các bác có thể cảm nhận được. Hay là không biết các tỉnh khác có mưa gió sấm chớp mạnh như vậy không. Nhưng mà thực sự là hôm qua Thái Nguyên nó mưa, nó sấm phải nói là nó tầm đêm các bác ạ, tầm 2 giờ, 1-2 giờ đêm. Nó sấm nó đoánh trắng trời luôn. Đấy. Mà cảm giác như nó đoánh nói chung là rất gần. Đấy, nó đánh liên tục, đoành sợ lắm các bác. Đấy, mưa to, sấm chớp, gió lớn. Đấy, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì thời tiết lại quay trở lại quỹ đạo bình thường. Đấy, rất là đẹp, không có nắng. Đấy, mà thời tiết đang mát mẻ, dễ chịu. Hôm nay thì Hoàng Hiền tiếp tục nhận được thêm 2 tin vui dành cho nhà chú Xính vợ bỏ, một cái hoàn cảnh rất khó khăn. Đầu tiên là Hoàng Hiền có nhận được số tiền là 5 triệu đồng của cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ. Trong cái số tiền 5 triệu đó thì cô dặn với Hoàng Hiền rằng là 4 triệu thì là Hoàng Hiền sẽ mua cho chú Xính một chiếc tivi để cho chú Xính có nghĩa là coi như một người làm bạn với chú ấy, tri kỷ. Để những cái khi mà chú buồn, chú cô đơn lạc lõng thì chú có thể mở tivi xem các cái chương trình ở đó, thì là nó bớt cô đơn, nó bớt lạc lõng và nó mở mang đầu óc nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài, thì sẽ giúp chú là nhanh nhẹn hơn và yêu đời hơn, thoải mái hơn, lạc quan hơn. Đấy, chứ như bây giờ thì chú đang rất là cô đơn lạc lõng, nhất đặc biệt là cái thời gian mà buổi tối về thì là chả có ai làm bạn cả. Đấy. Có mỗi cái điện thoại đen trắng nghe radio rất là buồn các bạn. Và còn 1 triệu nữa thì là cô dặn với Hoàng Hiền rằng là Hoàng Hiền sẽ thuê thợ để lăn sơn đấy, cho nhà chú Xính, có thể thuê thợ để sơn nhà cho nhà chú Xính ấy. Đấy, thì đấy là tin vui đầu tiên của cô Thúy Hằng bên nước Mỹ dành cho nhà chú Xính, sẽ có tivi và sơn nhà đẹp đấy. Còn về sơn thì là bên phía công ty sơn Liho đấy. Hoàng Hiền liên hệ thì bên phía công ty là giúp nhà chú Xính là sơn, để sơn nhà các bác
đấy, giúp đủ sơn để sơn nhà cho nhà chú Xính đấy, rất là mừng như vậy. Thì là Hoàng Hiền ước tính nhà chú Xính thì nó cũng bé, nó không rộng, nên là tầm khoảng độ là một thùng trắng và hai thùng màu là đủ đấy. Chính vì vậy nên là Hoàng Hiền đã liên hệ bên phía công ty là công ty sẽ giúp 3 thùng đấy, trong đó thì là một thùng trắng và hai thùng màu. Màu thì là màu lông gà con, giống như nhà anh Tuân đấy, rất là mừng các bạn ạ. Bây giờ thì Hoàng Hiền đang chuẩn bị cùng với em Lam, hai anh em thì đi xuống bên phía công ty sơn Liho để nhận sơn về, xong rồi đi sơn cho nhà chú Xính. Qua đây thì cháu Hoàng Hiền xin phép được thay mặt nhà chú Xính, đầu tiên cháu xin chân thành cảm ơn cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ rất là nhiều. Cô thực sự là có tấm lòng rất cao cả, giúp đỡ rất nhiều bà con kênh của cháu. Những cái hoàn cảnh Hoàng Hiền quay video thì đều được cô yêu thương giúp đỡ bà con mọi mặt, thay đổi vượt bậc rất nhiều để bà con vươn lên phát triển kinh tế, để không bị bỏ lại ở phía sau. Thực sự là cháu cảm ơn cô rất là nhiều, và cháu xin kính chúc cho cô cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm qua đây thì em Hoàng Hiền cũng xin phép thay mặt cho nhà chú Xính, em xin chân thành cảm ơn bên phía công ty sơn Liho đã đồng hành cùng với Hoàng Hiền để giúp cho nhà chú Xính nói riêng và rất nhiều bà con nghèo trên kênh YouTube của em Hoàng Hiền nói chung có được sơn đẹp, chất lượng đấy, mà giá hợp lý cho bà con để sơn nhà. Đặc biệt là nhà chú Xính cũng như nhiều nhà thì là bên phía công ty sơn Liho tặng sơn cho bà con để sơn nhà. Thực sự là em cảm ơn bên phía công ty sơn Liho rất nhiều, và xin kính chúc cho công ty sơn Liho ngày càng phát triển hơn nữa và cung cấp thật nhiều sơn hơn nữa cho bà con có những ngôi nhà thật đẹp. Đấy. Bây giờ thì Hoàng Hiền xin mời tất cả các bác nha, sẽ cùng với Hoàng Hiền và em Nam hai anh em thì xuống Điệp Thụy để nhận sơn bên phía công ty sơn Liho để sơn nhà cho chú Xính các bác nhé. Rồi, Hoàng Hiền đã xuống đến đường tròn Điền Thụy, gần đến công ty sơn Liho, cách khoảng hơn cây nữa. Các bác muốn mua sơn thì các bác hãy liên hệ cho số điện thoại của anh Linh bên phía công ty sơn Liho theo số điện thoại là 0984002668. Đấy. Bên phía công ty sơn sẽ bán giá ưu đãi, giá rẻ cho các bác. Sơn chất lượng ạ, công nghệ Hoa Kỳ. Đi đâu mấy anh em sang nhà chú Xính rồi, cho nên là chú Xính rất vui lắm ấy. Nam đi thẳng xuống cái đường Hải Châu nhé, Nam đi. Hoàng Hiền mỗi lần sang là chú Xính chú ấy mừng lắm. Đấy, do là cách sông cách đò nên là không sang được thường xuyên. Nếu mà đường mà nó liên tục, nó không được qua sông qua đò thì là sẽ thường xuyên sang với chú được. Bởi vì là Hoàng Hiền có rất nhiều công việc, đi qua đò thì cũng chia sẻ các bác là tôi lúc nhỡ đò một cái là muộn giờ, muộn công việc là chết. Đấy. Chia sẻ các bác là như vậy. Đường này đang đi xuống Nga Mỹ Hà Châu, đường mà hôm mà các bác xem video mà Hoàng Hiền cùng anh Thảo với anh Tuân đi bắt lợn do nhà anh Thảo với Trăn là ở nhà ngoại của anh Thảo dưới Nga Mỹ. Chú Xính là tí nữa mà Hoàng Hiền sang chú biết tin là được sơn nhà mới được mua tivi là chú mừng lắm ấy, phấn khởi lắm ấy các bác ạ. Thực sự là nếu như mà bình thường thì là đúng là cũng chỉ có trong mơ thôi các bác. Chú có chia sẻ là hay nhiều nhà như vậy, bình thường thì cũng chỉ có trong mơ mới nghĩ là có thôi. Chứ bình thường thì nếu mà để mà tự lực thì thực sự là rất là khó. Như chú Xính thì các bác biết, hôm nào Hoàng Hiền sang cũng gặp và đi nhặt ve chai đấy, rất là khổ. Mà bán thì được có mấy nghìn thôi, hôm nào được nhiều được hai gói mì tôm, hôm nào mà được ít thì được có một gói mì tôm rồi, nên là rất là vất vả đấy, rất là khó khăn.
tôi bản thân đã vất rồi, chưa nói gì đến cái việc là mua sắm như sửa sang nhà cửa. Nhưng mà các bác sẽ đón xem là trong cái đợt tiếp theo thì nhà chú Sính là sẽ có nhiều cái đổi mới. Đấy. Đầu tiên là về nhà cửa thì nó sẽ gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn, an toàn hơn. Đấy. Vườn bãi thì sạch sẽ, có rau ăn uống. Đấy. Con người cũng sẽ là vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, lạc quan hơn. Và nói chung là sẽ nhiều cái nó đổi mới, đổi thay theo cái chiều hướng là rất tích cực. Em có đi thẳng đấy. Đường này tắt ra ngoài Phổ Yên, Sông Công đấy. Gần đến rồi. Từ đây xuống nhà ngoại anh Thảo tầm 7 cây. Nhà anh Thảo thì đang tiến hành, hôm nay bắt đầu là đội anh Trung là lên tường rồi đấy. Đấy. Nó lên tường rồi. Hôm qua đổ xong răng móng rồi, rất là chắc chắn. Ở nhà anh Thảo hôm qua được trận mưa tôi móng nó thì thực sự là quá tốt luôn, quá chắc luôn. Đấy, rất là may nhá. Đổ xong móng cái là nó khô cái là được trận trận mưa nó vừa đầm đầm đất luôn mà nó vừa chắc móng. Đấy, cho nhà anh Thảo đúng là nhà anh Tuần Trương thế. Đấy, chắc là có quý nhân phù trợ, rất là may mắn. Gần đến rồi. Hoàng Hiền lại vừa nhận được thêm quần áo. Đấy, của chị Liên ở Linh Thuận gửi cho nhà chú Sính. Đấy, với lại một số bà con rất là mừng là chú Sính sẽ có quần áo để mặc. Đấy. Rồi. Hoàng Hiền YouTuber. Đấy, Hoàng Hiền. Rồi. Qua đây thì em Hoàng Hiền cũng xin phép được thay mặt cho nhà chú Sính và các bà con nghèo, em xin chân thành cảm ơn chị Liên ở Linh Thuận rất nhiều đã gửi quà cho chú Sính và các bà con nghèo trên kênh của em. Chị Liên thì các bác cũng quen rồi, chị gửi quà cho rất nhiều bà con, có nghĩa quần áo, rất nhiều bà con ở trên kênh của Hoàng Hiền được nhận quần áo, quà của chị Liên ở Linh Thuận. Các bác ơi, rồi Sơn ơi, đã nhận sơn hai thùng vàng nông gà con, thùng trắng. Đó. Cho chú Sính. Quay xe nào. Rồi. Không có ô tô các bạn, tôi đành chở xe máy, xe bò vậy. Bạn có tiền mua ô tô thì chở ô tô. Rồi, nhét vô. Rồi. Các bác mua hàng thì các bác có thể liên hệ sơn Leo này. Hoàng Hiền vừa tìm hiểu với công ty là có rất nhiều loại sơn nhé. Đấy. Loại sơn đắt tiền cũng có, mà sơn trung bình cũng có, mà sơn rẻ tiền cũng có. Đấy. Nhưng mà nói chung là chất lượng đều rất là ok. Đấy. Và nó phù hợp với giá tiền. Và công ty thì có nhiều chính sách là ưu đãi cho các bác. Đấy, khi mà mua cái số lượng lớn cũng như là mở đại lý. Đấy, các bác có thể liên hệ về phía công ty. Thời tiết sau một trận mưa đâu đâu có nước.
nhưng mà nó lại mát mẻ, rồi cái đổ lại là mát mẻ. Đấy, nhưng mà sợ mưa thì ok đấy, nhưng mà sợ mỗi sấm hôm qua phải nói là các bác là cái trận nó sấm của nó là kỳ độc từ trước cái này đấy, ít có trận sấm nào mà nó khủng khiếp như vậy. Cái bánh rôn rập luôn, bánh thì doanh doanh sấm sét trắng trời luôn, sợ quá. Đang nổ đang ngủ đó à, mày có biết là có xe không? Biết có xe à? Bánh mất tỉnh luôn à? À đấy, đây mà nhiều người đánh mạnh quá tỉnh ngủ luôn. Cóng nhờ, nằm cóng không? Cóng cóng đúng không? Ờ cháy mất cái bóng ngủ kia. Cái gì? Cháy mất cái bóng ngủ kia. Cháy bóng ngủ á? Ờ. Mày bị cháy bóng ngủ à? Cháy bóng ngủ. Ôi dồi. Thế wifi kiểu vấn gì không? Không, wifi để giữ. Ờ cháy mất bóng ngủ. Cháy mất bóng ngủ. À kìa. Ờ sợ thật. Chắc là tụi mình mất điện luôn nhỉ? Không mất điện đâu. Hả? À? Không mất điện. Dưới anh mất điện này. Trên em mất điện rồi. Trên đấy không mất điện á? Mưa này nước lôi đầy nước mà. Mấy cái chỗ ở đồng thì bảo đi bắt cá nhưng mà anh em chắc phải lỡ hẹn. Chắc phải hẹn đến mùa gần cạn. Ra Tết nước cạn mới bắt được. Hủng nọ với anh em đi cát nhưng mà nhiều hủng nữa mà bắt nhưng mà không lấy được. À, chú Xí này là sơn nhà xong hết các bác nhá. Sơn nhà xong ngon nghẻ thì là Hoàng Hiền sẽ đưa chú Xí đi mua tivi. Đấy. Tivi thì là sẽ lên Media Mart. Đấy. Trong vòng tầm 4 triệu như vậy là sẽ mua được một chiếc tivi 32 inch rất đẹp. Đấy. Kết nối Wi-Fi internet hiện đại của đời mới hiện nay. Đó. Đó là mấy nhà mà lên càng thép mua. Ta mơ đến Thái Nguyên bầu bàn cùng sương gió đọc thơ du ngọn cỏ có tiếng kèn và tiếng vang chợ tình câu vai cho trai gái yêu nhau. À mơ một lần cưỡi ngựa đón em qua cổng trời Thái Nguyên rượu ngô thơm vách núi. Sai rồi ta tìm lối về Thái Nguyên bầu trời cao chót vót. Sai rồi ta tìm lối về. Mương này nè, kênh này đội ông Thảo với ông Quân với em Thành hay bắt cua. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lại đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng chẳng thề. Một câu vì anh trao
nửa câu vì em thương. Cù săn cù quái mồ hôi tràn mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về cánh cỏ nổi bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời cho mong. Rằng anh lò về em. Ôi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chưa nở hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lại đò ngày ơi. Ôi giời, thế thôi ạ. Sáng rồi chưa ăn gì, đói quá không lên được. Vào đây. Đó, gần về đến nhà này rồi. Anh trở về thăm quê em Hà Tĩnh, qua cầu bến Thủy bắt nước dòng Lam, lòng lộn lao những tháng ngày gặp gỡ, nghe em hát dần thương rồi nhớ. Hoa tình ơi thương quê sao còn mãi, bạt nước che xanh sao đâm tình xứ về, núi ầm sông Lam bao đời vẫn thế, vẫn chờ đợi người con xa trở về. Anh muốn về thăm Hà Tĩnh em ơi, tìm chút bình yên như vòng tay của mẹ, nơi có em cùng bao nhiêu kỷ niệm. Xa phố thì xa dòng đời bon chen, anh muốn về về Hà Tĩnh em ơi, để cùng em hát chung một câu hò, và cùng em thăm dòng sông ngàn phố, gói lòng mình gửi theo con sóng, gửi chào em người Hà Tĩnh thân thương, gói lòng mình gửi theo con sóng, gửi chào em người Hà Tĩnh thân thương. Về nhà là các bác ạ. Chiều nay chở xe máy ra rồi. Mấy xe, mỗi xe chở vài thùng. Xe bò thì cũng không cho lên cái đò được. Cái đò đấy chỉ vừa cái bánh xe máy, xe đạp đi thôi. Xe bò thì không cho đi được. Rất là bất tiện như thế.
quần áo chắc là phải không, nếu đông người đi thì là chở luôn, không thì không khác. Khác thì mọi người sang thì sẽ mang quần áo cho chú xích sau. Gần về nhà em làm. Ai gọi Hoàng Hiền này. Nước sông vẫn ngày càng dâng lên. Anh ở đầu sông, em cuối sông. Có người quên. Dâng cao bằng tre trú ngọn nữa. Chạm ngọn. Thôi Hoàng Hiền cũng xin phép các bác là kết thúc cái video này đây các bác nhé. Các bác sẽ đón xem cái video tiếp theo là mấy anh em sang sơn nhà ở bên chú Sinh, rồi mua TV. Các bác yêu quý Hoàng Hiền thì các bác hãy ủng hộ Hoàng Hiền một cách đó là like, chia sẻ và đăng ký kênh ấy, ủng hộ Hoàng Hiền. Kênh phát triển mạnh hơn nữa, giúp đỡ nhiều bà con hơn nữa các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác và xin chào các bác nhé.